Xiaomi vừa công bố rằng Redmi 12 bán được 70.000 máy tại thị trường Việt Nam. Điện thoại hay.vn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Mua Xiaomi Realme giá tốt nhất, tặng bảo hành 12 tháng cả nguồn màn hình vân tay. Đến ngày điện thoại hay, địa chỉ 583 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10. Thật sự quá khủng khiếp luôn ấy. Và nếu mà nhìn về mặt thông số khi mà so với lại cái chiếc Redmi Note 12 4G đã được ra mắt trước đó thì rõ ràng cái thông số của này ấy nó chỉ bằng mình nghĩ đâu đó là 6/10 hoặc là 7/10 gì thôi so với lại cái chiếc Redmi Note 12 4G. Tuy nhiên thì mình cũng đã gọi là đưa ra một cái cuộc khảo sát nho nhỏ với những người xung quanh của mình để xem rằng là nếu mà lựa chọn giữa cái con Redmi Note 12 cũng như là Redmi 12 ấy, thì họ sẽ lựa chọn con nào. Thì đúng là câu trả lời nó nghiêng về Redmi 12 các bạn à. Và các bạn biết rằng là cái điểm thu hút nhất của chiếc Redmi 12 này nó là cái gì không? Với một người dùng phổ thông bình thường ấy, thì cái đầu tiên chúng ta nhìn vào đó chính là về mặt thiết kế, đúng không nào? Đấy, họ không quan tâm về mặt chất liệu, họ không có quan tâm gì về màn hình đâu, mà họ sẽ quan tâm về mặt thiết kế. Họ bảo là, ồ, sao con này nó giống iPhone thế nhở? Đấy, cái con Redmi 12 này sao nó giống iPhone thế? Và họ bảo, ôi, nhìn thiết kế cũng đẹp. Đấy, thế là biết là kết cái em Redmi 12 hơn cái em Redmi Note 12 4G rồi. Trong khi là mức giá của nó lại xem nhau. Đấy, rồi sang đến cái phần màn hình mặt trước, bảo rằng là màn hình của con này to thế, nhìn đã. Họ không quan trọng về chất lượng tấm nền, họ cũng gọi là chưa có thấy được về cái phần trên lệch độ sáng, mà họ thấy là cái thước màn hình to, nhìn đã. 90Hz thì nói chung là nó cũng mượt mà nữa, nên là họ tổng thể là họ thích cái con Redmi 12 này hơn. Và cơ bản nữa là họ đã thích cái phong thiết kế từ trước rồi, nên là kiểu cái phần màn hình này nó chỉ là một yếu tố cộng dồn thêm thôi. Tức là họ thấy là nó hài hòa, nó hợp lý là được rồi, chứ cũng không cần phải chất lượng khủng khiếp ở trên trời làm gì cả. Đấy, rồi dẫn đến là về phần hiệu suất thì sao? Hiệu suất thì nói chung là với một cái người dùng phổ thông bình thường ấy, mình nói ra thì họ cũng không có phân biệt được rằng là ở giữa Snapdragon hay là giữa MediaTek nó sẽ có cái sự khác biệt nhau ở chỗ nào. Và thực tế thì rõ ràng là nếu mà xét về mặt điểm số hiệu năng trải nghiệm ấy, thì Helio G88 nó sẽ nhỉnh hơn một tí xíu so với lại Snapdragon 685. Và ở thời điểm hiện tại thì con Helio G88 nó vẫn cho ra một hiệu suất rất là tốt, nên là họ cũng không có quan trọng lắm về phần hiệu năng đâu. Mình bảo là xem nhau thì họ cũng sẽ lựa chọn cái con Redmi 12 này thay vì là cái chiếc Redmi Note 12 các bạn nhé. Kèm với đó, khi mà cho xem về cái khoảng camera chụp ảnh giữa hai chiếc máy này thì nhiều người họ sẽ có phần là thích cái phần chụp ảnh trên cái chiếc Redmi 12 hơn. Kỳ lạ thay, nếu mà xét ở trong cái tầm tiền này thì cái phần tông màu ảnh của Redmi 12 ấy nó lại tươi hơn, nó nịnh mắt hơn so với lại cái chiếc Redmi Note 12 các bạn à. Đấy, cho nên là nhiều người khi họ nhìn vào họ cũng chưa có xem gì về chi tiết, và cơ bản là bức ảnh thì nó cũng chỉ có 12 megapixel và xem trên một cái màn hình bé, thì cái mà họ có thể nhìn thấy rõ nhất đó chính là về phần màu sắc. Đấy, thì thấy là màu của cái con Redmi 12 nó tươi hơn. Đấy, nhìn nó nịnh mắt hơn, cái là camera của Redmi 12 nó đẹp hơn. Nhưng mà rõ ràng đúng, chất lượng ảnh trên Redmi 12 thì nó cực kỳ là ok các bạn nhé. Nếu mà xét trong tầm tiền như thế này thì nó quá là hợp lý rồi. Còn về phần pin và sạc ấy, thì khi nói về pin và sạc thì họ vẫn sẽ biết rằng là cái công suất sạc của cái con Redmi Note 12 4G ấy, nó sẽ cao hơn. Nhưng mà so với lại tổng thể vừa rồi thì cái Redmi 12 nó thu hút họ rất là nhiều, như là kiểu về mặt thiết kế. Đặc biệt thiết kế là cái mà nhiều người mình thấy là họ thích nhất của cái chiếc Redmi 12 này khi mà so với lại cái con Redmi Note 12 4G. Và khi nói về mặt chất liệu là mặt lưng của con này là kính, trong khi con kia nó chỉ là nhựa thôi ấy, thì họ bảo rằng là thế thì đấy, càng xinh xò, càng sang trọng càng tốt, chả sao cả. Thì sau khi mà đã đưa ra một cái cuộc phỏng vấn, nói chung là tầm khoảng mười mấy người bạn bè xung quanh mình thôi, thì cái tỷ lệ mà lựa chọn cái chiếc Redmi 12 này nó gần như là theo kiểu là không phải là tuyệt đối, nhưng mà nó cũng phải là 7-8 phần là về cái chiếc Redmi 12 rồi. Tại vì là trong cái số mà mình gọi là hỏi khảo sát như thế thì cũng có một vài người là theo dõi công nghệ, cũng biết về mặt công nghệ, thì họ biết về mặt công nghệ, họ biết về thông số, họ sẽ lựa chọn cái Redmi Note 12. Nhưng với những người phổ thông bình thường thì họ sẽ thấy thiết kế của con này đẹp, là họ kết trước đã rồi, nghe chất liệu mặt lưng kính sang trọng, pin dung lượng tương tự, camera nhìn vẻ ngoài là thấy tươi, thấy nịnh mắt hơn, là chốt em Redmi 12 rồi. Cho nên là đó là lý do tại sao mà cái chiếc Redmi 12
12 này bán được khoảng 70.000 máy. Và rõ ràng trong cái số mà 70.000 người đã mua cái chiếc Redmi 12, phần lớn là người dùng phổ thông chắc chắn rồi. Đấy, nên là một cái cuộc khảo sát nhỏ thôi nó cũng đã phản ánh được một cái con số lớn thực tế rồi. À, và đó là những gì mà mình muốn gửi đến cho bạn trong video ngày hôm nay, là biết lý giải tại sao là cái chiếc Redmi 12 này ấy, là nó được bán chạy khủng khiếp như thế, 70.000 máy cơ mà, tại thị trường Việt Nam thì nó quá là khủng khiếp thật sự. À, vậy còn các bạn nghĩ sao thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.